Thêm chưa? Nữa cái gì chị? Hai hộp đi, ba hộp đi chứ. Thêm hộp nhỏ nữa, hai hộp. Cơm hạt lép. Cơm vàng hạt lép. Tí hon. Cô này giống lạnh em bé quá. Dạ. Nhẹ nhàng. Ồ, trái này ngon ghê luôn á nè. Ngon, trái nhão kìa. Trái này ngon giống như ừ, trái này ngon. Trái này ngon muối nó đều. Đã mắc thịt luôn. Nói chung là cái này là mua chỉ mua cơm mà lại thôi. Chứ còn mua trái là vỏ không đúng không? Bao vỏ luôn. Rồi đủ. Bỏ muối để làm gì em ăn không hả? Thử xe luôn á, thấy chưa? Này Dũng giúp em vụ này. Rồi. Hát luôn, tết sầu riêng ra ngon. Quá cô lấy trái luôn. Ngon quá, cái cầm lòng không đậu rồi, muối này nó không đậu rồi. Thôi chuyện cái Dũng. Rớt là không có đền á. Lấy người ta đi Dũng. Lại chung chung rồi bà chủ ơi. Rồi. Con có chùa đại nè con. Vậy. Chưa thiệt luôn rồi. Mà trò thiệt cái con thiệt rồi á. Con để anh vui kiểm tra luôn. Lên về cái gì chạy là không có. Rồi cái này làm hết luôn hả chị? Cũng dồn hết vô cái muối kia rồi mà. Bao nhiêu tinh tí ra nằm trong đây hết rồi đó. Rồi. Còn ai nữa không à? Còn. Một ký cơm mềm dẻo cho anh chị. Một ký cơm mềm dẻo. Cái này mà không dứt nách cái này tôi luôn á. Dạ, vậy cho đi lấy em tái nữa đi. Giống y như vậy luôn nha. Đã ngon rồi. Có dính cái hột đó nghe chị. Em cắt nó hơi phẳng. Đấy cơm. Ôi ơi, muối sầu riêng hử? Còn hai muối nó lụm luôn không? Có rồi đó. Nửa ký sầu keo cô muốn lấy có hộp không hộp cô? 300 mấy, 1 ký luôn đi anh. Lấy 1 ký luôn bà chủ. Đây luôn hả? Em cho sữa hạt lép 168 ngàn. Cái sầu riêng này là triệu view đây. Dạ. Triệu view đúng không anh? View triệu view. Ui sầu riêng triệu view. Em nghĩ là cái này hấp dẫn. Quá trời. Béo. Được rồi, được rồi. Còn thêm nữa đi. Mấy thêm không? Mấy hết rồi, đóng cửa như vậy rồi. Đây, cho đóng cửa cao lắm. Wow. Đã quá vậy. Con. Thế trái sau này ngon đi hả? Trái này không ngon đấy. Nhưng mà có mua có mua sân kinh phải không? Bây giờ hiện tại có mua sân kinh phải không? Có. À, có mua sân kinh với đứng đầu bài chuồng bò. Không có sân chuồng bò nữa hả? Có chuồng bò. Quay mua sân kinh với sữa hạt lép. À dễ hả? Dạ. Ừ.
này sống. Sống hả? Dạ. Dạ, trái 101 quá chú. Trái 101kg. Tôi nhớ ruột 330. Quá tuyệt vời. 60 đâu có đâu, để các bạn nó chụp vào đâu. Có biết khách có tuyệt vời không chứ em. 101kg. Cái đầu lấy ra nó ngáo không chứ. Rồi, rồi, rồi. Ngon dạ. Wow, ngon thiệt luôn á chứ hả? Ừ. Rồi, thử đi anh. Miệng nó ngực với nhau á. Dạ. Là gáo nhiều. Ok, lấy cái này. Béo là gáo nhiều á. Ok không anh? Dạ. Quá béo luôn. Thử béo không? Tiên ơi, cho hộp giấy nha Tiên. Lấy lấy hộp giấy. Sầu riêng cái gì ơi? Thằng giấy á. Một nhà sầu riêng. Gáo nhiều. Ngon rồi, ngon rồi. Thời tới rồi. Thời tới. Thời của ai? Thời của ai? Thời của bà chủ. Bà nói rồi. Bà chủ lấy lại hai sổ đỏ cho bà chủ. Số mới. Ôi ôi. Đúng rồi. Rồi mua sầu riêng đã. Ok không chị? Tuyệt vời. Chính rồi, tối nay là quạt được như vậy không cô? Có vậy gì chưa? Dạ, gáo dẻo quá chú. Giống. Chị ăn gì chưa? Dạ. Chị ăn gì chưa? Ăn sầu riêng nè. Ăn sầu riêng nó có năng lượng mạnh lắm, cho nên vui tiếp tiếp em. Thích. Ơi. Hả? Con thủy. Cái gì? Sao biết tuổi anh hay vậy? À, anh Tiến là tướng chuột đúng không? Dạ. Vậy? Hay không? Em tướng thân, hai cái tư lên này. Là không dính líu nhiều luôn. Hả? Không dính líu luôn. Không dính líu luôn. À, thích tướng chuột thôi, thích chuột. Không, tướng chuột cũng được đó. Mẹ em tướng chuột. Nó nhìn em nó còn khỉ kìa, nó biết tuổi luôn. Hay đi. Hay. Còn nửa tái của em đâu anh Hà? Rồi em lấy lên đúng không? Dạ. Bỏ đó là mang tiếng chết luôn á. Sao vậy? Còn là muốn cái này không? Ôi, được không cô? Để cô thử thử chứ. Cô thử rồi. Cô xem TV, cô nói là cô xem TV quá trời luôn á. Có hai muối nó bị hơi khô con. Lẩm cô ba muối luôn từ quận 8 qua luôn, ok. Đâu có, em ở đâu được rồi đó tiền. Quay lại đi. À, 59 nó chen nhau á. Ờ,